Máy vặt lông gà vịt OR60 là dòng máy hỗ trợ vặt lông gà vịt nhanh chóng và tiện dụng được nhiều nhà hàng, xưởng kinh doanh tin dùng. Với ưu điểm nhỏ gọn, đạt hiệu quả và năng suất cao. Tỷ lệ sạch vẩy lên đến 97%. Quy trình sử dụng máy: trước khi sử dụng qua máy, ta nhúng gà vịt cần dùng qua nước nóng, tăng hiệu quả đánh sạch lông. Sau đó cho số lượng gà vịt vừa đủ vào buồng xoay của máy và cấm điện khởi động. Trong quá trình máy chạy, ta cấp nước vào hạn chế việc ảnh hưởng đến da. Quan sát nếu đã đạt yêu cầu, ta rút điện, mở nắp xả gà vịt ra ngoài. Máy sử dụng động cơ 2.2 kW tốc độ không tải 1.400 vòng trên phút. Trong một mẻ có thể sử dụng trung bình khoảng 3-5 con gà vịt tùy vào trọng lượng và kích thước. Với thời gian chỉ từ 30-50 giây cho một mẻ sử dụng.